1. Kệ để điều khiển, tạc điện thoại dán tường, không cần khoan, giúp không gian gọn gàng, ngăn nắp. 2. Khay đựng xà bông dán tường, hình cá voi dễ thương, có lỗ thoát nước giúp xà bông khô thoáng, không bị nhũn. 3. Dụng cụ lọc rác bằng inox, giúp bồn rửa chén bát không bị tắc nghẹt, dễ dàng vệ sinh và có thể sử dụng lâu dài. 4. Móc treo đồ dán tường thông minh, xoay 360 độ. Móc dán tường chịu lực rất tốt, dán trực tiếp lên tường bằng lớp keo siêu dính, không cần khoan hay đóng đinh tránh làm hỏng tường. 5. Combo 10 khăn lau bếp đa năng siêu thấm nước, mềm dịu với da tay, dễ dàng giặt và nhanh khô, không gây mùi ẩm mốc. 6. Giỏ nhựa dán tường đựng giấy vệ sinh đồ dùng trong phòng tắm, có thể đựng mỹ phẩm, phụ kiện nhà tắm, nhà bếp, tiện lợi và sạch sẽ. 7. Móc dán tường 3D siêu dính, siêu chịu lực, in hình dễ thương, giúp không gian nhà luôn gọn gàng, ngăn nắp. 8. Combo 3 móc treo quần áo đa năng, bằng nhựa cao cấp, có 9 móc treo quần áo, treo ngang treo dọc chỉ cần một động tác nhỏ, tiết kiệm không gian. 9. Combo 2 cốc dán tường nhà tắm hình gấu dễ thương, đáy cốc có nhiều lỗ nhỏ để dễ dàng cho việc thoát nước, giúp cho cốc trở nên sạch sẽ. 10. Combo 3 túi đựng giày họa tiết chống bụi bẩn và bảo quản giày. Thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn với tất cả các loại giày dép, tiện dụng, dễ dàng mang theo đến bất cứ nơi đâu. Cảm ơn quý khách đã quan tâm. Ấn theo dõi shop để nhận thêm nhiều ưu đãi.